Xin chào các bạn ha. Thì trong cái video ngày hôm nay xin làm rõ với các bạn một cái nội dung, đó là cái sự khác nhau giữa hành tinh và sao. Thì hai cái khái niệm này nó khác nhau như thế nào? Xin mời mọi người cùng tìm hiểu nhé. Sau đây thì tôi xin khái niệm một cách khái quát về thế nào là hành tinh và thế nào là các cái ngôi sao. Thì hành tinh, đây chính là các cái thiên thể nó chuyển động xung quanh một thiên thể khác lớn hơn. Trong hệ mặt trời thì có 8 hành tinh lớn chuyển động xung quanh mặt trời, mà hôm trước ở cái clip trước tôi đã nói rồi. Các hành tinh này đều chuyển động theo những cái quỹ đạo hình elip, và các hành tinh cũng không tự phát ra ánh sáng mà chỉ phản xạ ánh sáng của mặt trời chiếu vào. Ngoài 8 hành tinh lớn nó trên thì trong hệ mặt trời còn có hàng nghìn tiểu hành tinh, các cái sao chổi vân vân. Thì đó là cái cách trình bày ngắn gọn về hành tinh. Tiếp theo là sao. Thì sao là một thuật ngữ không chính xác về mặt khoa học, được dùng một cách chung chung và phổ biến để chỉ các cái thiên thể có ánh sáng nhìn thấy được trên bầu trời, không kể mặt trăng và mặt trời, ví dụ như sao Bắc Cực, sao Kim, sao Chổi, sao Băng, vân vân. Thì đó là hai khái niệm về hành tinh và các cái ngôi sao. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem một cái video ngắn nói về cái sự khác nhau cơ bản giữa các cái hành tinh và các cái ngôi sao. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Tại sao lại vào buổi sáng? Chúng ta thấy sao Kim ở bên phải của mặt trời. Từ trái đất, đây là những gì xảy ra trong buổi sáng. Chúng ta đang nhìn lên phần bầu trời nơi mà sao Kim ngự trị. Nó xuất hiện ở trên trời trước mặt trời, khi mặt trời vẫn còn tối và mặt trời thì vẫn còn ở dưới đường chân trời về phía bên trái. Đó là lý do tại sao ở vị trí này chúng ta thấy sao Kim vào buổi sáng lúc bình minh. Khi trái đất tiếp tục xoay, chúng ta sẽ thấy mặt trời nó sẽ chiếu sáng bầu trời cho tới khi chúng ta không còn thấy được những ngôi sao hay những hành tinh nữa. Từ đó chúng ta tiếp tục chuyến đi của mình trên con tàu hành tinh của chúng ta, trái đất. Trên quỹ đạo tiếp theo, về phía bên trái, trái đất có một quầy hàng xóm di chuyển nhanh hơn, chuyển động với vận tốc 125.000 km/h và vượt qua chúng ta. Đây là sao Kim. Chúng ta gọi nó là ngôi sao của buổi sáng, nhưng nó không phải là một ngôi sao, mà nó là một hành tinh. Sự khác nhau giữa một hành tinh và một ngôi sao là gì? Chúng nhìn giống nhau cả mà. Nhưng những ngôi sao thì chiếu sáng giống như mặt trời của chúng ta vậy. Còn những hành tinh thì không chiếu sáng, chúng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Chúng là một phần của thái dương hệ và khá gần với chúng ta.